Chúng ta có hai câu dưới đây. Các bạn cùng theo dõi nhé. 네, 휴대폰 봤어? 몇 시간 전에 있었는데. Bạn có thấy điện thoại cầm tay của tôi không? Hay có thể dịch là bạn có thấy điện thoại di động của tôi ở đâu không? Mấy tiếng trước, nó còn đây mà. Chúng ta sẽ vào phân tích từng câu một nhé. 네, 네 chính là chữ 다에. 네 là viết tắt của 다에, có nghĩa là của tôi. Cách nói này chỉ dùng cho bạn bè ngang hàng với nhau, thân mật với nhau. 휴대폰, 휴대폰 điện thoại cầm tay. 내 휴대폰, 내 휴대폰 điện thoại cầm tay của tôi. 봤어, 봤어 chính là sự kết hợp của động từ 보다, nhìn, thấy, xem, kết hợp với đuôi kết câu thì quá khứ 봤어요. 봤어 là cách nói giữa những người bạn với nhau. 몇, 몇 mấy. 시간, 시간 thời gian. 몇 시간, 몇 시간 mấy giờ hoặc là mấy tiếng. Chúng ta có phụ âm triệt của miệt kết hợp với lại siot của si, làm tăng cái siot của sikan lên. Lúc này si siot sẽ biến thành sang siot. Miệt sikan, miệt sikan. Chờn, chờn nghĩa là trước hoặc trước đây. 전엔, 전엔 là sự kết hợp của 전 trước đây với trợ từ 에 và tiểu từ 는. 전엔 là chữ viết tắt của 전에는. 전에는 nhấn mạnh vào cái thời điểm nào trước đây. 몇 시간 전에, 몇 시간 전에 mấy tiếng trước, mấy giờ trước. 있었는데, 있었는데 chúng ta để ý là chữ ớt đấy. Ớt kết hợp cỡ siot, chữ siot kết hợp với niên của nên chúng ta đặt mềm đi, không phải là ớt nền đe nữa mà là ơn nền đe. It son nền đe, in son nền đe, it son nền đe là sự kết hợp của it ta, động từ có, ở. It's also yo kết hợp với also yo. In son nền đe, in son nền đe là sự kết hợp của động từ ít tà, nghĩa là có, ở, kết hợp với đuôi câu quá khứ 없어요, 없어요 và đuôi kết câu 는데요, 는데요. Nhưng trong trường hợp này người ta đọc là 있었는데, tức là cách nói của bạn bè với nhau thôi, ngang hàng với nhau, chúng ta không dùng thêm đuôi vô. Chúng ta bỏ lượng câu và không thêm đuôi vô vào ha. Đáng lẽ là đọc là 있었는데, nhưng mà nguyên tắc là mềm âm thì chữ ớt, ớt kết thúc bằng siot mà đi liền với lại niên. Siot đứng liền với niên thì siot lúc này biến thành niên, nên chúng ta biến chữ ớt đấy thành ơn. 있었는데, 있었는데. Chúng ta cùng xem lại hai câu vừa rồi nhé. 내 휴대폰 봤어? 몇 시간 전에 있었는데. Đuôi 는데 ở cuối câu
có tác dụng làm mềm câu thôi các bạn nhé. Nó chỉ đưa ra một cái thông tin nào đó cho người nghe thôi. Chúng ta vẫn dịch bình thường. Chúng ta vẫn dịch bình thường. Miyashikan chone isonende. Mấy tiếng trước nó còn đây mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài.